Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh tâm sự CAD Radio, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ từ thứ hai đến thứ sáu vào khung giờ quen thuộc 20 giờ mỗi tối, và chủ nhật là chuỗi clip về luật hấp dẫn trên kênh YouTube CAD Radio độc quyền. Rồi, hy vọng là hôm nay bạn lại có một ngày thật là thú vị, vui vẻ và mọi điều thuận lợi. Tôi lúc nào cũng mong muốn tất cả các bạn ai cũng sẽ có những cái giây phút bình yên khi mà nghe radio, cũng như là ai cũng có một ngày thật là thoải mái để giờ phút này chúng ta có thể yên tâm dành cho mình một khoảng thời gian tầm 5-10 phút ngồi nghe lại, nghiệm lại trong cuộc sống mình đang diễn ra những cái gì, và liệu cái vấn đề trong chiếc radio ngày hôm nay có phải là cái vấn đề mà mình đã trăn trở rất là lâu rồi không. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô cái chủ đề ngày hôm nay ha. Một chủ đề thuần về tâm sự, sẽ không có bài học nào ở đây cả, chỉ là tâm sự cùng với nhau thôi. Chủ đề ngày hôm nay đó là chịu đựng đến bao giờ. Một cái chủ đề tôi nghĩ khá là buồn các bạn, nhưng mà tôi không cho rằng nó tiêu cực nha, nó sẽ tích cực, cùng nghe ha. Ngày hôm nay tôi đọc một cái mail của bạn học viên của mình. Thì mỗi bạn sẽ có 5 ngày để tập viết. Thì đọc qua từng bài thì tôi cảm thấy là bạn này khá là tâm lý, nội tâm cũng như sống vì người khác. Thì đến ngày hôm nay bạn đã gửi cho tôi một cái bài mà không có trong chủ đề tôi giao, tức là bạn viết và bạn muốn tôi đọc, chỉ đơn giản là đọc thôi. Thì tôi đọc qua tôi cảm thấy nhận ra cái hình ảnh của bản thân mình á, bản thân của tôi á, trong cái bài viết của bạn. Bạn hiện tại giống như tôi ngày xưa vậy đó. Bạn nói rằng bạn đang sống vì người khác quá nhiều. Lúc nhỏ thì bạn sẽ nghe lời cha mẹ vì không muốn cha mẹ buồn lòng. Lớn lên thì các mối quan hệ khác, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu, thậm chí là những mối quan hệ chỉ vừa mới gặp, nhưng mà bạn thì mắc cái căn bệnh là cả nể. Thì bạn biết điều đó nữa, bạn biết là bạn mắc căn bệnh cả nể, nhưng mà bạn không biết cách từ chối khi mà người ta nhờ vả. Mà khi người ta nhờ vả rồi á, thì người ta cũng không có trân trọng cái sự giúp đỡ của bạn. Mặc dù đôi khi bạn dốc lòng, dốc sức, tiền, bạc, thời gian để bạn giúp đỡ, đến cuối cùng không nhận lại được gì thì đã đành, mà còn bị người ta kiểu như không có trân quý công sức và bị lừa dối nữa các bạn, rất là đau. Thì bạn mới viết để chia sẻ, thì cái bài viết đó nó chạm đến tôi vô cùng. Tại vì ngày xưa tôi y chang như vậy. Và tự nhiên tôi nảy ra cái chủ đề ngày hôm nay luôn, chịu đựng đến bao giờ. Tôi hỏi các bạn, liệu rằng các bạn có thể chịu đựng đến bao giờ cái cảnh cuộc đời của mình phải làm theo những cái yêu cầu, những cái sự nhờ vả, những cái xếp đặt của người khác? Các bạn nhắm các bạn chịu đựng đến bao giờ? 5 năm nữa không? Hay là 10 năm? Hay là 20 năm? Hay là từ giờ cho đến cái phần đời còn lại các bạn phải sống theo ý người khác mãi mà không thể sống cái cuộc đời của mình? Công việc thì cũng do người khác thu xếp, sắp đặt để chi? Để mình đỡ khổ, để mình thoải mái đó. Người ta tìm việc cho mình là điều tốt, người ta sắp xếp cho mình là điều tốt, nhưng mà người ta sẽ không biết được rằng cái công việc đó nó có thật sự phù hợp với mình hay là không. Chỉ có duy nhất các bạn mới biết được rằng là cái công việc đó nó phù hợp với mình hay không. Phải tin tưởng vào cái trực giác, cái nhận xét của mình. Người ta cho mình nhiều phương án thì mình là người đưa ra quyết định và lựa chọn. Các bạn phải sống cuộc đời của mình các bạn ạ. Đừng sống vì người khác nữa. Cho đi là còn mãi, cái điều này là đúng. Giúp đỡ người cũng đúng, nhưng mà phải liệu sức mà giúp. Và không phải ai nhờ mình cũng giúp. Người đó có xứng đáng để nhận được cái sự giúp đỡ này không cũng là một câu hỏi. Tại vì có rất nhiều người theo cái thói quen ỷ lại vào người khác. Chỉ cần mở miệng ra nhờ là người khác làm thì tội gì mình phải làm cho nó cực, cho nó mệt. Cũng là một ví dụ. Rồi cũng có những người kiểu như vì là thấy bạn dễ nhờ vả quá, nếu mà người ta không nhờ thì tự nhiên người ta lại cảm thấy có lỗi với người ta đó các bạn. Hãy cân nhắc cái sự giúp đỡ của mình đúng nơi, đúng người, đúng chỗ. Các bạn cả nể quá thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên ngợp thở rất là nhiều. Giúp người là tốt, cái này là tốt, nhưng mà các bạn cũng phải lựa trong cái khả năng của mình. Các bạn còn quá khó khăn mà các bạn đi bứt da bứt thịt của mình cho người khác, đến cuối cùng người ta không trân trọng,
người ta quay lại, người ta lừa dối hoặc là người ta phản bội các bạn thì các bạn sẽ bị sốc tinh thần. Rồi các bạn từ đó không dám giúp đỡ ai nữa. Vậy là từ một người tốt hay giúp người, các bạn lại trở thành một cái người hay dè chừng và khó khăn trong cái việc mở lòng với người khác. Đó là cái điều không nên. Vậy nên trước khi mình giúp một ai, mình phải suy xét, thứ nhất là trong khả năng của mình thôi, thứ hai nữa là xem cái người đó có trân trọng cái sự giúp đỡ của mình, hoặc là người đó có xứng đáng để mình giúp đỡ hay không. Có nhiều người, người ta mang cái tính lợi dụng quen rồi các bạn. Cuộc sống này tôi luôn nghĩ là có hai mặt. Tôi nói với các bạn là hãy sống tích cực, năng lượng này kia, nhưng mà không thể nào không thực tế rằng có một số người, người ta thích ăn không ngồi rồi và chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác. Thì các bạn hãy tránh những cái trường hợp này. Rồi thì đó là về cái phần giúp đỡ nha. Các bạn sẽ không thể nào chịu đựng được cái việc là người khác cứ nhờ các bạn giúp đỡ hoài, rồi các bạn không từ chối, các bạn nhận xong rồi các bạn lại khó chịu khi mà người ta quay ra, người ta phản bội, người ta nói xấu này kia các bạn. Thì cái điều đó là một cái điều mà các bạn phải coi kỹ và cân nhắc. Tiếp tục qua cái phần thứ hai, đó là cái trường hợp mà gia đình của mình, xã hội gia đình áp lên mình những cái áo, họ khoác lên người các bạn những cái áo và họ nói là à, đây là cái áo của con nè, con mặc rất là đẹp, rất là vừa, nó phù hợp với con. Thì lúc nhỏ, ngay từ lúc nhỏ là đã bị áp đặt như vậy rồi. Về cuộc sống, về tình cảm, về học vấn, về tương lai, tất cả đều nghe người lớn hết. Xã hội quy định làm công ăn lương, làm văn phòng là ổn định. Tất nhiên là tôi không nói rằng cái công việc văn phòng hoặc là làm công ăn lương là nó tệ hay nó như thế nào, nhưng mà ý tôi đang nói ở đây là xã hội mặc định rằng những người mà đi làm công ty văn phòng là những người đó thuộc kiểu là có địa vị trong xã hội, được nhiều người công nhận, giàu có tiếng nói vân vân. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy xã hội hiện tại không? Đa ngành, đa nghề, và cái nghề, cứ là cái nghề về làm tự do á, nó cũng đang rất phát triển các bạn. Và các bạn không cần phải đi lên văn phòng để làm văn phòng, các bạn vẫn có thể ở nhà họp qua những cái ứng dụng Zoom, Zalo, Facebook này kia, và mình làm việc vẫn ngon ơ, gửi mail vẫn ngon ơ, công việc vẫn trôi chảy. Chứ không phải là hàng ngày phải đóng vết đi lên văn phòng ngồi đủ 8 tiếng thì mới gọi là văn phòng đâu. Thời thế nó sẽ thay đổi, và chúng ta là những thế hệ sau, chúng ta phải thích nghi. Chúng ta không thể nào cứ mãi mặc cái áo ở thời đại trước áp lên mình được. Ở thời đại trước á, cái áo đó nó phù hợp đúng, nhưng mà ở thời đại này, những bạn càng về sau nó đã càng khác rồi, không thể nào áp đặt các bạn như vậy được nữa. Thì các bạn phải hiểu được rằng cái nào phù hợp với mình thì mình nghe, cái nào đúng thì mình làm, còn cái nào mình cảm thấy mình không phù hợp, mình cảm thấy khó chịu, cái áo đó nó quá chật, nó quá rộng, màu sắc mình không ưng, kích thước mình không vừa, thì mình hãy lên tiếng, mình nói lên cái ý muốn của mình, mình nói lên cái khao khát của mình nói lên cái điều mình muốn làm, những cái gì mình muốn đạt được. Biết đâu chừng thế hệ trước, người ta có đôi lúc người ta suy nghĩ lại, à hình như con mình nó đúng, nó không phù hợp với ngành văn phòng. Hình như con mình nó đúng, nó thích xê dịch, nó có thể làm những cái nghề mà nó cảm thấy hạnh phúc. Thì biết đâu được. Các bạn cứ thử đi, thử đấu tranh một lần vì mình đi các bạn. Đừng có sống theo ý của người khác nữa. Các bạn sẽ không thể nào chịu đựng được cái việc cuộc đời của mình, nhưng mà cái sự quyết định không nằm trong tay mình mà trong tay người khác. Các bạn sẽ không thể nào chịu đựng lâu được cái việc mỗi ngày mở mắt ra, hôm nay mình làm cái gì, tại sao mình phải làm cái đó, mình làm cái đó mình có vui không. Các bạn hỏi những cái câu đó đi là các bạn sẽ có câu trả lời liền à. Sao mà chịu đựng được cái việc mà cảm xúc của mình, công việc của mình, tình yêu của mình, cuộc sống của mình, tất cả tất tần tật theo ý người khác được các bạn? Không ai trâu bò được vậy đâu, tôi nói thiệt. Chúng ta là con người, chúng ta có cảm xúc và chúng ta có tư duy để quyết định. Thì mỗi cá nhân đều là những người tài năng. Cái tập mà nhân tài như sao trên trời của tôi á, các bạn nghe lại tập đó đi. Các bạn là những người tài năng. Ai trong các bạn cũng có những cái tài năng ẩn chứa bên trong, chỉ là các bạn chưa nhận ra và chưa có cái điều kiện phù hợp để nó làm bật lên cái sự tài năng của các bạn. Chưa ai nhìn ra và bản thân bạn cũng không nhìn ra luôn. Thì cái nhiệm vụ của các bạn là tìm ra được mình thế mạnh là cái gì, mình vui thú với cái gì, mình đam mê với cái gì, và có can đảm chiến đấu với nó. Có thể ở thế hệ trước, ví dụ như gia đình tôi nè, cha của tôi ngày xưa là
không có thể đi học đại học. Ngày xưa là chiến tranh loạn lạc lắm các bạn, được đi học là một niềm vui rồi, không thể đi học đại học. Mà ước mơ của cả cuộc đời cha tôi là được đi học đại học. Thế là cha gửi gắm cái ước mơ đó cho tôi, tức là cha mặc cho tôi, khoác lên chân tôi một cái tấm áo, đó là con phải vào đại học mà phải trường công lập của nhà nước. Thì vào cái năm tôi thi đại học, cái sự gọi là kỳ vọng quá lớn và ám ảnh quá nhiều về cái việc phải đậu đại học của cha tôi áp lên mình tôi. Và tôi biết rằng thật sự nếu mà đại học trường bình thường thì cũng có khả năng đậu đó, nhưng mà những trường như kinh tế, bách khoa rất là khó, những trường top rất là khó. Nhưng mà tôi đâu có dám nói đâu các bạn. Lúc đó là tôi theo kiểu sống theo ý gia đình mà, không dám nói. 17, 18 tuổi ngày xưa, cách đây khoảng 15 năm á, là một cái con người không có chính kiến và cũng không biết mình muốn cái gì, đó là tôi đó. Rồi cái là tôi cũng nghe lời, tôi cũng đăng ký theo cái trường mà cha tôi muốn. Thì ai cũng muốn con mình giỏi giang, ai cũng muốn con mình đậu vào trường top để nở mặt, nở mày với xóm giềng. Tôi cũng đăng ký nhưng mà tôi biết khả năng mình không được. Và đúng là kết quả không được, cha tôi rất là thất vọng. Và tôi cũng rất là ngán với cái việc là phải học đại học mà những cái trường top như vậy rồi. Tôi vẫn muốn là mình có thể học một cái trường nào đó vừa sức hơn. Nhưng mà tôi không dám nói. Và hơn hết là tôi không biết mình thích cái gì để mình đấu tranh. Mình phải biết mình thích cái gì thì mình còn dễ đấu tranh. Còn bây giờ mình không biết thích cái gì mà cha mẹ mình thích cái đó thì thôi mình làm theo ý cha mẹ, kiểu vậy. Đó, mang cái suy nghĩ tâm tưởng đó mà không quay vô trong hỏi mình là thực sự mình muốn cái gì, mình thích cái gì và khả năng mình tới đâu. Đó, không dám. Rồi, cứ tiếp tục như vậy, lịch sử lặp lại, ôn thi lại. Các bạn biết không, tôi có một cái tập radio đó là Trượt đại học có đáng sợ không. Trong đó tôi có nói rằng là mình là người thi đại học đến 3 lần các bạn. Các bạn tưởng tượng ôn thi đại học mà 3 năm liên tiếp nó như thế nào ta. Tới bây giờ tôi cũng không hiểu sao tôi vượt qua được cái khoảng thời gian khó khăn đó luôn. Rất khó khăn các bạn, về áp lực tâm lý, gia đình và ánh nhìn của bạn bè, xã hội lúc đó rất là kinh khủng các bạn. Và đến năm thứ 3 thì tôi cũng đậu được đại học, một cái trường công lập ở Sài Gòn theo ý muốn của gia đình, với một cái ngành học mà tôi không hề biết nó là cái gì, kế toán. Và may mắn là tôi cũng tốt nghiệp được kế toán. Nhưng mà các bạn biết gì không, tôi chưa làm kế toán một ngày nào cả, chưa từng. Tấm bằng của tôi dùng 3 năm để thi lại và 4 năm học đại học, tổng là 7 năm các bạn. Không kể về vật chất, chúng ta chỉ nói về cái sự hao mòn thanh xuân, cái sự mệt mỏi về tinh thần trong những ngày tháng phải ôn thi lại, và những cố gắng trong cái việc là lấy được cái bằng đại học đúng ngày đúng tháng ra trường. Mặc kệ là lúc đó mình đang còn phải mở một cái quán trà sữa nữa, thì cân bằng giữa việc học và việc làm rất là khó, khó khăn rất là nhiều. Thì may mắn tôi tốt nghiệp được. Nhưng mà tôi quay trở lại, tôi cảm thấy không xứng đáng. 7 năm một tấm bằng các bạn, và không đi làm cái ngành mình học ngày nào hết. Không thể phủ nhận rằng á, cái việc học đại học nó giúp tôi rất là nhiều về kỹ năng, về mối quan hệ vân vân. Nhưng mà nếu cho thời gian quay trở lại, tôi sẽ chọn việc đứng dậy và nói với gia đình mình rằng là khả năng con không thi được trường này đâu, con muốn thi trường này và con mong cha mẹ ủng hộ. Và nếu không học được đại học thì con chấp nhận học cao đẳng. Được, điểm của tôi vẫn vô được cao đẳng nhưng mà gia đình không muốn, phải là học đại học. Thì đó là một cái ví dụ cho cái việc là cái tấm áo của thế hệ trước đặt lên thế hệ sau, mà thế hệ sau quá là không có dám, hèn đó các bạn, tôi gọi là hèn, không có dám nói lên cái tiếng lòng của mình, để nó mất thời gian, để nó mất tiền bạc và cả thanh xuân, công sức, và bị tổn thương rất là nhiều bởi những cái lần, những cái lời nói xúc phạm từ cái việc là thi hoài không đậu vân vân. Đó, thì tôi đọc cái bài viết của bạn học viên, tôi cảm thấy mình ở trong đó, đồng cảm sâu sắc luôn các bạn. Tại sao? Tại sao đến bây giờ tôi mới có thể sống cuộc sống của chính mình và tôi có thể làm được quá nhiều việc như vậy? Trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ trở thành một người như thế này. Một người có thể truyền cảm hứng cho các bạn, một người thu radio vào mỗi tối, một người viết bài hàng ngày không biết mệt mỏi, một người viết sách, viết truyện vân vân. Và cảm thấy vô cùng yêu quý cái công việc của mình, hăng say đến độ mà quên cả ăn, quên cả ngủ các bạn. Chưa bao giờ tôi hình dung rằng tôi có thể sống một cuộc đời cho chính mình. Chưa bao giờ. Và vì tôi không nghĩ
tôi sẽ sống cho bản thân của mình, nên tôi cứ chịu đựng mãi cái việc sắp đặt của người khác, cha mẹ, xã hội, bạn bè, đồng nghiệp. Ai nhờ gì tôi cũng giúp, ai muốn gì tôi cũng làm. Tại vì mình không có chính kiến, tại vì mình cả nể, tại vì mình còn hèn, mình còn nhát, mình còn sợ, mình chưa đủ bản lĩnh, mình còn non trẻ, và có rất là nhiều rào cản khác nữa. Nhưng mà khi các bạn nghe cái radio này đến đây nè, tôi hy vọng các bạn hãy đứng dậy và sống vì mình. Cũng đã có một tập radio tựa đề là sống vì mình rồi, nhưng mà tự nhiên hôm nay tôi muốn thu cái tập này với tựa đề mới, đó là chịu đựng đến bao giờ. Các bạn không thể nào chịu đựng cả cuộc đời được, tin tôi đi. Không thể nào chịu đựng được cả cuộc đời. Đến một lúc nào đó các bạn sẽ vùng lên. Các bạn sẽ vùng lên đòi lại cuộc sống của chính mình. Nhưng mà tôi hy vọng nhờ vào việc nghe cái radio tối nay, các bạn sẽ vùng lên sớm một chút. Không phải là các bạn đấu tranh theo cái kiểu là con lớn rồi còn làm gì kệ con nha. Tôi không khuyến khích điều này nha các bạn. Nhưng mà chúng ta hãy đấu tranh một cách tinh tế và tâm lý hơn, bằng việc nói cho gia đình và thể hiện cho gia đình thấy là mình muốn làm cái đó, mình có khả năng làm cái đó, mình đam mê cái đó. Nếu mình được làm cái đó thì mình sẽ vui đến nhường nào. Cái niềm vui trong cuộc sống nó rất quan trọng các bạn. Chúng ta hãy sống chứ đừng có tồn tại. Và hãy đấu tranh cho cuộc sống của mình chứ đừng có chịu đựng vì cái sự cả nể hay sắp đặt của người khác nữa. Đừng lãng phí cuộc sống của mình để xây dựng cái niềm vui của người khác, để làm cho người khác cảm thấy là cái tôi của họ đúng, để làm cho người khác cảm thấy là họ có thể kiểm soát bạn. Thanh xuân của các bạn có hạn, tuổi trẻ của các bạn có hạn, và nhiệt huyết của các bạn cũng có hạn. Hãy nhanh chóng tìm cho mình cái đam mê thật sự đi, và chiến với nó tới cuối cùng. Đừng có chịu đựng nữa. Chịu đựng không có giúp các bạn phát triển lên đâu, mà nó sẽ giúp các bạn đi lùi, khiến các bạn càng ngày càng nghĩ là ôi vậy cũng được, hồi đó giờ mình dậy rồi đâu sao đâu. Cái suy nghĩ đó rất là sai trái nha các bạn. Chúng ta phải đi lên, ta đừng có để bị đè nén và thụt lùi. Và đương nhiên khi mà các bạn chịu đựng quá nhiều sẽ dần sinh ra những cái stress, những cái bệnh về tâm lý, trầm cảm, mà các bạn không chia sẻ được với ai nữa. Thì những cái vụ các bạn thấy gần đây tự tử rất là nhiều, nhất là ở những cái lứa tuổi còn trẻ còn nhỏ. Các bạn phải suy nghĩ thật là kỹ nha, về cái việc là mình có thể chịu đựng được bao lâu cái tình trạng như hiện tại, và bắt đầu lập kế hoạch chiến đấu vì bản thân của mình đi. Ok, radio ngày hôm nay đến đây thôi ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng các bạn đã có những giây phút thật là thoải mái, cũng như lát nữa đây sẽ có một cái giấc ngủ thật là ngon nha. Hy vọng được nhận một nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo từ các bạn. Hãy bình luận cũng như like cái radio này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích ha. Cảm ơn các bạn thật nhiều và bye bye.